Dạ, cái chủ đề hôm nay thì nói về một cái chủ đề người ta uống nhiều các loại vitamin tổng hợp hoặc là các thực phẩm bổ sung khác như là một thói quen hàng ngày. Nhưng chúng ta có thực sự cần đến chúng hay không? Thì các chuyên gia sức khỏe vẫn chưa đồng thuận về điều này. Đây là một cái tài liệu mà nói về sức khỏe và thức ăn của một cái cuốn sách bên Anh Quốc và công hầu và những cái nhóm biên tập đã nghiên cứu những cái tài liệu này để phổ biến những cái kiến thức này ra cho cộng đồng. Thì đầu tiên người ta nói về cái vitamin D. Vitamin D là hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi và là một yếu tố chủ chốt giúp xương chắc khỏe. Trong khi chúng ta nhận được một lượng nhỏ vitamin D từ những thực phẩm mà chúng ta ăn, phần lớn là vitamin D được tạo thành trong da khi mà chúng ta tiếp xúc với tia cực tím, tia UV trong ánh nắng mặt trời. Tuy vậy, không phải ai cũng nhận được đủ cái lượng ánh sáng mặt trời và nhiều người sống ở các vĩ độ cao hơn có thể sẽ hưởng lợi từ những thực phẩm bổ sung. Cái này là nên nhớ là nó hấp thụ từ cái ánh sáng mặt trời, ánh nắng. Là cái tia UV đó. Như vậy thì cái thời lượng mà mình tắm nắng là thường ở Việt Nam thì mình tắm nắng từ lúc mà ánh nắng mặt trời nó đốt nóng, tức là từ lúc mặt trời lên và nó đốt nóng khoảng 1 tiếng đồng hồ, lúc đó mình ra nắng là tốt nhất. Như vậy thì cái thời lượng là như thế nào? Ở trong tài liệu này nó nói rất là hay. Thì cái sự sản sinh ra vitamin D thì cái lượng vitamin D cơ thể có thể sản xuất được nó biến động tùy theo cái tuổi tác, cân nặng và loại da. Da có màu sẫm hơn thì đòi hỏi nhiều ánh sáng mặt trời hơn, cũng như là mức độ tiếp xúc với tia UV. Lượng ánh sáng mặt trời mà da của chúng ta nhận được phụ thuộc vào vĩ độ nơi mà chúng ta sống và các mùa. Ở đây là mình thấy là có nước có vùng là nhiệt đới và ôn đới, tức là cái thời gian mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để sản sinh ra lượng vitamin D là ở đây là mùa hè thì cái vùng mà nhiệt đới á, thì còn 5-7 phút, ôn đới á, thì còn 10 phút, còn cái mùa đông á, thì cũng còn là vùng nhiệt đới á, thì còn 5-7 phút và vùng ôn đới nó còn tới 30 phút. Như vậy là nó tùy thuộc vào cái khoảng thời gian và cái vùng mình sống để nó hấp thu đủ cái lượng ánh nắng chỉ cần thiết để mà tạo vitamin D. Thì ở trong này có phải là những cái gì tự nhiên lúc nào cũng tốt hay không? Thì không phải tất cả những cái sản phẩm tự nhiên đều an toàn và có lợi. Nhiều thực phẩm bổ sung là thảo mộc và ngay cả vitamin đều có thể tạo ra những tác dụng phụ không mong muốn hoặc là tương tác với lại những cái loại thuốc do bác sĩ kê đơn. Và vitamin tổng hợp ở đây là mình thấy là một cái viên vitamin tổng hợp nó có 24 thành phần, và này một viên thuốc 24 thành phần. Thì tất cả những sản phẩm bổ sung cung cấp đa dưỡng chất rất đa dạng từ tối thiểu cho đến toàn diện và nhiều loại chứa một số vitamin vượt xa liều lượng được khuyên dùng nhưng lại thiếu rất nhiều loại vitamin khác. Đôi khi là vitamin không hấp thụ hoặc là chuyển hóa một cách hữu hiệu nếu không dùng kết hợp với những thực phẩm có chứa sẵn chúng. Nên nhớ là nhiều cái vitamin thì cơ thể mình nó tự sản xuất được, và trong đó có một vài vitamin mình phải còn tổng hợp từ mình còn phải 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 bổ sung vào, còn lại cơ thể là nó tự tổng hợp được. Và ở đây là một cái acid folic hay gọi là vitamin B9 có mặt trong hạt đậu khô và những loại rau có lá xanh đậm và lá lá và trái cây thuộc chi cam, cam chanh. Phụ nữ mang thai thì khuyên ăn thật nhiều acid folic bởi nó hỗ trợ giảm cái nguy cơ bị nứt cột sống là khiếm khuyết ở trong tủy và cột sống ở trẻ em. Tuy nhiên, việc thu nhận đủ cái lượng acid folic cần thiết từ cái chế độ ăn lành mạnh nhất vẫn có thể rất khó khăn, nên tất cả những phụ nữ trong ở giai đoạn đầu tiên của thai kỳ, thậm chí là những người đang cố gắng thụ thai đều khuyên dùng thực phẩm bổ sung. Cái acid folic thì nó có nhiều, thì mình có thể ăn ăn uống là nó cũng đã đủ rồi.
Và có hai cái lập luận là một là ủng hộ, hai là bài xích. Nhưng mà quý cô bác anh chị để ý là 70% bệnh nhân đã sử dụng những thực phẩm bổ sung hoặc các liệu pháp thay thế khác mà không nói với bác sĩ của mình. Lập luận ủng hộ thì sao? Nhiều chuyên gia lập luận rằng thực phẩm bổ sung thì có lợi, ít ra là một số người, kể cả là bạn không thuộc nhóm người có thể hưởng lợi từ chúng thì uống vào cũng chẳng có hại gì. Chúng có thể được xem như một tấm lưới bảo hiểm đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt. Còn lập luận thứ hai là nhiều chuyên gia không tin rằng các sản phẩm bổ sung là một ý tưởng tốt cho tất cả mọi người. Họ chỉ ra sự thiếu bằng chứng cho thấy lợi ích của chúng ở đa số người, khả năng gây hại từ các công thức liều cao và chi phí đắt đỏ của chúng. Hai cái lập luận này rất là hay. Bây giờ mình đi vô. Đầu tiên là lập luận ủng hộ. Thứ nhất là nó không có hại. Không có bằng chứng nào cho thấy là uống các thực phẩm bổ sung vitamin tổng hợp sẽ gây hại, miễn là chúng không cung cấp lượng cao hơn đáng kể so với lượng khuyên dùng của mọi loại dưỡng chất. Cái ủng hộ tiếp theo là lợi ích đối với một nhóm người cụ thể. Các loại thực phẩm bổ sung vitamin cụ thể mang lại lợi ích cho các nhóm người nhất định, cụ thể là vitamin A, C, D đối với trẻ em và axit folic đối với phụ nữ mang thai. Các tác động này không xuất hiện ở các nghiên cứu nhóm dân cư đông. Và lập luận ủng hộ tiếp theo là tác dụng phòng ngừa. Ngay cả những chế độ ăn lành mạnh đôi khi cũng có thể là thiếu một hay vài dưỡng chất. Các thực phẩm bổ sung vitamin có thể là một tấm lưới bảo hiểm ngăn ngừa những thiếu hụt vô tình xảy ra. Quả thực, những người dùng thực phẩm bổ sung có ít các biểu hiện thiếu dưỡng chất hơn. Điều này cũng có thể là họ ăn uống lành mạnh hơn. Những người mà tìm tới những cái thực phẩm bổ sung thường là những người quan tâm về sức khỏe rất là nhiều. Họ ăn uống lành mạnh cho nên là cái này nó cũng rất là đúng. Và lập luận tiếp theo là cải thiện chế độ ăn nghèo nàn hay bị hạn chế. Nhiều người có chế độ ăn hạn chế hoặc là nghèo nàn vì niềm tin của họ, tình trạng bệnh tật, khả năng tiếp cận với thực phẩm hay đơn giản là vì họ là một người kén ăn. Thì trong trường hợp này, vitamin tổng hợp có thể giúp đảm bảo họ thu nhận đầy đủ những hợp chất thiết yếu. Những người mà tu tập, những cái người mà phải phụng sự trong những cái tôn giáo thì họ không có ăn uống được đa dạng giống như người bình thường, thì chắc chắn là những người này cần phải uống thêm những cái bổ sung, và rất là đúng. Và có thể điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể. Và đối với nam nam giới hoặc là nữ giới và những người có độ tuổi và mức độ hoạt động khác nhau, có những nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, các thực phẩm bổ sung được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người. Việc này có thể dễ dàng hơn là thay đổi chế độ ăn để đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Có nhiều cái lập luận ủng hộ rất là hay. Và bây giờ mình qua những cái lập luận là bài xích, tức là không có lợi trong dân số nói chung. Các nghiên cứu trên quy mô lớn trên những người khỏe mạnh không phải lúc nào cũng tìm thấy chúng. Có cho thấy các vitamin tổng hợp là có lợi. Cụ thể là người ta không thấy chúng có tác động nào đối với những cái bệnh về tim mạch trong một dân số nói chung hoặc là trí nhớ với những người lớn tuổi nói riêng. Nói là không có lợi về tim mạch cũng như là về trí nhớ, tại vì thuốc nó không có tác dụng, những cái thực phẩm đó nó không có tác dụng, nhưng mà thuốc nó lại có tác dụng à. Rồi, với lại những cái lập luận là có hại, một số vitamin tổng hợp chứa nhiều vitamin liều lượng lớn và điều này có thể gây hại, chẳng hạn như thừa sắt nè, thừa selen và thừa vitamin A có thể gây hại. Bởi vậy là tốt hơn là giữ mọi sản phẩm bổ sung tránh khỏi tầm nhìn và tầm với của trẻ em. Và tiếp theo là dùng quá liều cũng không được chuyển hóa. Thì những cái vitamin quá liều hoặc là chất khoáng, ngay cả là chúng vô hại, thì cơ thể bạn xem nó như là chất thải và bài tiết ra ngoài và có thể không dự trữ cho các vitamin tan trong nước để sử dụng sau này. Những cái vitamin mà không cần thì cơ thể nó sẽ đào thải ra liền. Và không được quản lý một cách chặt chẽ. Nhiều loại vitamin được quy định là một loại thực phẩm hoặc là sản phẩm bổ sung chứ không phải là bắt buộc. Bởi vậy thì dù tính an toàn vẫn phải được chứng minh, thì thành phần và chất lượng của chúng có thể là khác nhau. Đồng thời là thường không có gì đảm bảo là bạn đang hấp thu đúng những thứ được ghi trên bao bì. Có nhiều người do cái quản lý nó không chặt chẽ cho nên là nhiều cái này là
thành phần và dưỡng chất trong chơi ghi trên bao bì khác ở trong cái viên thuốc bổ sung, thực phẩm bổ sung. Và đắt đỏ, vitamin tổng hợp có thể là rất đắt đỏ và nhiều khi chúng ta nên mua các loại trái cây và rau tươi, những thực phẩm có chứa chất xơ có lợi để bổ sung vào chế độ ăn của mình thì tốt hơn nhiều ạ. Như vậy thì qua hai cái lập luận ủng hộ và bài xích thì chúng ta thấy nó cũng có những cái đúng, tức là đối với lại những cái gì mà ảnh hưởng tới cơ thể của mình á, là bác Tài có nói rất rõ, thứ nhất là vấn lộ, thứ hai là đúng cho ai, đúng khi nào và đúng ở đâu. Cho nên là mình phải thử một chút xíu những cái người mà muốn thử nghiệm chính cái bản thân mình trên những cái loại thực phẩm bổ sung đó thì mình phải vấn lộ. Như vậy thì mình nhìn thấy là cơ thể mỗi người là mỗi khác và tất cả mọi người là đều cần những cái nhóm là đường, đạm, béo, vitamin và khoáng tố. Cho nên là mình phải cần bổ sung, bởi vì thực phẩm bây giờ mình ăn nó không có đủ, mình phải bổ sung. Như vậy thì mình phải bổ sung như thế nào và mình phải ăn uống ra làm sao cho nó đúng. Vì nói về ăn uống thì ở đây thì chúng ta là tìm thấy được rất là nhiều cái loại thức ăn và thực dưỡng hiện đại nó là một cái giải pháp phù hợp cho trong mọi trường hợp. Và trong đó là ăn uống thì thực dưỡng hiện đại là một trong những cái giải pháp mà cung cấp đầy đủ dưỡng chất nhất cho cơ thể và giúp cho cơ thể tự chữa lành. Thì ngoài ra thì thực dưỡng thì lấy ngũ cốc làm chính và chỉ ăn thêm một ít cá nhỏ, tép nhỏ, cho nên thực dưỡng nó giữ lại được cái hành tinh này cho những thế hệ mai sau. Và thực dưỡng là dễ áp dụng nhất, ít tốn kém nhất và hiệu quả nhất.